Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục ra một video mới. Hôm nay là vào buổi chiều, mình cũng đã đánh được một ít cây chuối và mình sẽ trồng ở xung quanh bờ ao. Còn một phần là mình sẽ trồng ra phần ruộng ở cách đây cũng không xa lắm đâu mọi người. Còn chỗ này là chuối thì sáng nay đi đánh được khoảng tầm được 17 cây đấy mọi người. Rất là nhiều. Bây giờ chỗ này là mình sẽ mang đi để trồng hết. Tại vì về mùa này thì về mùa thu này thì trồng chuối rất là dễ, nó không thể nào chết được. Đây là những cái củ chuối, cây chuối nó vẫn còn rất nhỏ. Chỗ này là 17 hốc. Còn sáng nay là mình cũng đã đi chặt được lửa buồng chuối về. Chỗ này là chuối này nó vẫn còn non, là mình chỉ sử dụng để nấu ăn thôi. Phần đất ao này trước là mình cũng đã phá tre đi rồi, phá tre đi và mình đã thay thế được những cây ổi, cây mít này, toàn bộ là mít ghép, mít rất là ngon đấy mọi người. Nhưng mà hôm vừa rồi là bị bò nó ra, nó đã ăn mất cái ngọn của nó rồi, nhưng mà chắc là nó cũng không có vấn đề gì cả. Còn bên này là ổi thì mình đã đang trồng rồi. Còn mít thì mình cứ trồng cách khoảng tầm 5-7 mét. Sau này cây nào lên được thì là mình sẽ... Cây nào lên được thì mình sẽ để lại. Còn cây nào mà nó bị còi cọc mà nó kém ấy, thì là mình sẽ chặt bỏ đi để những cây khác nó lên. Dọc bờ ao, còn phần dưới này nó thấp hơn. Thấp hơn thì mình cũng đã trồng thêm dừa. Chỗ này có trên chục cây dừa đấy mọi người. Còn phần rìa ngoài thì mình cũng đã cắm cỏ voi. Còn tí nữa thì mình chỗ khu vực này mình sẽ trồng kèm thêm những chuối rồi nữa. Cây dừa này là em gái trồng từ năm ngoái. Giữa cây dừa thì mình kẹp thêm một cây ổi vào. Dừa thì thời gian nó lên thì nó sẽ lâu hơn. Chỗ này phải 3-4 năm, hoặc từ 5 năm đến 7 năm thì mới thu hoạch. Nhưng đây thì mình sẽ trồng thêm cả bông nữa và kẹp vào giữa thì bông thu hoạch sớm hơn. Cái bông này không biết là nó làm sao, từ hôm mình trồng đến giờ là nó cứ héo thôi. Còn ở trên này cây dừa thì đã bắt đầu có quả rồi. Hôm nay mọi người sẽ đi tham quan khu vườn ao của nhà mình. Trong ao thì là mình đã dọn bèo lên rồi. Còn mình đã cắm thêm những cái cành tre. Cắm cành tre vào để tạo sau này cho cá nó cọ. Mới cả nó có rêu để cá nó ăn, những cá rô phi. Bèo thì mình cũng hết, đổ hết lên thân trên này. Rất là nhiều bèo. Bây giờ là mình sẽ trồng hai bên, phần trên cao thì là mình sẽ trồng hết những cây ăn quả, còn là phần dưới thấp thì là mình sẽ trồng những cây nào chịu nước như dừa. Ngoài này mình trồng rất là nhiều ổi thôi. Còn cây bồng này thì năm nay được thu hoạch rồi, cây này là được 2 quả. Vừa thì mình cũng đã trồng xong toàn bộ hết chuối rồi. Bây giờ mọi người sẽ ra thăm cái khu vườn ngô của mình. Sau 2 tháng là bố mẹ mình cũng đã chăn bò ở đây này. Là toàn bộ cỏ là đã cụt hết rồi. Còn là trên này thì là mình cũng đã trồng xong được hơn một sào cỏ nữa. Còn bên kia là khoai sọ. Khoai sọ là của một bác hàng xóm đấy mọi người, nên là bác rất là chăm. Bác cái chỗ này là toàn bộ cuốc bằng tay hết. Khoai sọ bác lên rất là đẹp rồi.
còn bên này là cỏ voi đấy mọi người. Cỏ voi là mình trồng nó hơi dày, trồng dày như vậy thì là sau đó lên nó sẽ tốt nhanh hơn, nó sẽ áp những cái cỏ khác sẽ không lên được. Có mình thấy cái luống này là lên cao nhất, nhanh nhất này. Chỗ này bình thường là cỏ voi là sẽ không trồng dày như thế này, khoảng cách là 50, nhưng mà mình đã trồng dày rồi để cho nó lên nhanh hơn. Lên nhanh thì nó phủ kín thì các cái cỏ khác nó cũng lên được. Chỗ này là hơn một sào cỏ. Chỗ này là cỏ là mình trồng được hơn một tháng rồi, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó mới đang lên. Như cây này là nó cũng đang lên, chưa, cũng có chỗ là chưa bén rễ, có chỗ này bén rễ rồi. Do thời tiết nó lạnh nên là trồng, khi trồng về mùa thu này là nó cũng khó, nó không như mùa xuân. Mùa xuân thì chỉ cần đặt những một cái 2-3 hôm là nó đã lẩy mầm rồi, nhưng mà về mùa đông thì nó lạnh, nó lạnh nó lên rất là kém và lâu, nhiều cây bị chết. Như cái này là mình trồng là cái cặn của nó đã chết rồi, nhưng mà nó ở dưới vẫn trồi lên được một cây cỏ voi. Cỏ này là mình trồng cỏ voi V5 đấy mọi người, thì nó mềm hơn cái cỏ voi V0. Còn ở trên này là ngô, ngô thường. Ngô thường thì mình trồng được 2 tháng rồi. Mặt đằng một 4 luống đầu tiên là mình trồng trước 1 tuần, nhưng mà bây giờ nó lên cũng gần bằng nhau. Trong cái chỗ ngô này này là mình cũng đã phải cắm thêm cỏ vào, tại vì là ngô này chỉ về mùa đông thì nó ít sâu, nếu về mùa hè kia thì là nó nhiều sâu thì chắc chắn là bố mẹ mình sẽ không chăm sóc được. Cái này là ngô là mình chỉ trồng để cho bò thôi, là đến lúc thu hoạch là bắt đầu là ngô nó chuẩn bị vào mẩy là đã phải cắt cho bò ăn rồi, là nó ăn cả bắp lẫn lá cả cây. Cỏ này là sau khi mà thu hoạch ngô xong ấy là cỏ bắt đầu là lên và sẽ có cỏ trồng thì nó thời gian nó sẽ được lâu hơn. Thu hoạch thì khoảng 1 năm thì mới phải trồng lại, nếu mà trồng và chăm sóc tốt thì thời gian nó sẽ kéo dài hơn. Ở trên này mình thấy cỏ đã lên rồi, cái cỏ này lên tốt này, gần bằng ngô rồi. Cỏ này bò rất thích ăn. Về giúp bố mẹ trồng đấy, khoảng tầm mình trồng được 4 sào cỏ cả ruộng này, tính cả ruộng này. Sau này thu hoạch ngô xong là cỏ lại tiếp tục lên, lại thu hoạch cỏ. Cây này bị sâu nhưng mà phun cách đây được 2 hôm rồi. Đất ở khu vực chỗ mình này là đất cát nên là đất nó rất là xấu. Cứ một luống này là hôm vừa rồi mình bón là 1,5 cân phân đạm, 1,5 cân phân đạm một luống, mà đến hôm nay bắt đầu là ngô mới xanh lại. Cái chỗ này là mình rắc đạm vào nên là nó có một cái màu khác. Còn phần mặt trước mặt mình đi dịch bên trên kia là mẹ mình là cũng đã trồng một ít bắp cải này, mấy rau thơm nữa, bắt đầu cũng đã lên rồi.
Chỗ này chắc là mẹ mình bón nhiều phân có nó sót này. Chết có mất một cây. Còn ở trên này là bí. Bí trồng được 2 tháng rồi mọi người. Mà cái ngọn của nó chắc là do phân nó ít. Đất của khu chỗ mình này nó không được tốt. Nên là trồng cái gì nó cũng khó. Phải cực kỳ chăm sóc thì nó mới lên được. Còn bên này cà chua. Cà chua trồng 2 tháng đã có hoa rồi. Bên này là đang ra quả rồi, nhiều quả, rất là sai. Về mùa này thì rất là dễ trồng, không có mưa nên là quả nó ít bị sâu bệnh. Toàn bộ ruộng này là mình cũng cuốc bằng tay hết tại vì là không thuê được máy. Các bác ở bên ruộng ngay bên cạnh này cũng vậy, cũng đều cuốc bằng tay hết. Còn bên này là đỗ xào. Đỗ xào là mẹ mình cũng tự làm, tự trồng. Nên là mẹ mình cắm que thôi chứ không buộc cẩn thận nên là nhìn nó hơi xấu. Cái cỏ này mà bên này mà mình trồng ấy là về mùa xuân nó lên mới khỏe. Còn về mùa này nó đang lạnh nên là nó vẫn chưa lên được. Chỗ này là như cái luống này nó bắt đầu lên. Nhiều cây bắt đầu đâm từ dưới đất lên. Sau này nó lên rồi cái bụi nó to. Nó như cái khóm mía đấy mọi người. Nếu mà thi thoảng vãi đạn mà thì nó lên thì nhìn nó rất là đẹp, xanh, cây to. Đây là bố mình cũng lại kẹ thêm được ít ngô vào. Giờ này thời tiết ấm thì là bố mình bắt đầu mới thả bò ra cho nó ăn. Ba con hôm vừa rồi nhà mình cũng đã thịt một con rồi, còn bây giờ còn có 4 con. Cũng có rất là nhiều khán giả và là cái chuồng trại của bố mẹ mình làm sao nó lụp xụp vậy. Ở đây là về mùa đông nên là toàn bộ là phải che chắn, còn về mùa hè là sẽ tháo hết toàn bộ những cái che chắn này xuống.
nhìn nó trông nó xấu vậy thôi. Toàn bộ mái là mình cũng đã sửa xong rồi, cả mái đằng trước nữa. Ok rồi. Còn bây giờ mình sẽ đi vào trong vườn trong này, hôm vừa rồi là mình cũng đã trồng xong hết rồi. Toàn bộ là mình cũng đã buộc cây cao. Cái này bỏ không ra nữa. Còn ở bên này là máng. Cái máng này cho ăn. Là mình tận dụng cái xe bò đấy, xe bò cũ hỏng rồi. Là đặt vào đây. Còn là cái vườn ngoài này nữa. Cái này dây buộc, phải buộc cái này để cho nó không đi vào trong này được, chứ không những cái cây mít mình trồng trong này là nó sẽ bị bò nó ăn hết, con bê con kia nó ra nó ăn hết. Cái này là cây mít đi, mít Thái nha mọi người, mới trồng nha mọi người, chưa lên rồi, sang năm bắt đầu nó lên nó sẽ tốt. Trên này cũng hai cây nữa. Còn là góc này là mình trồng cái ổi. Bụi tre thì hôm vừa rồi là mình đốt cho một lần nữa, bắt đầu thấy là hiện tượng nó chết rồi. Trong đây rất là nhiều hang. Còn ở đây là những còn sót một số cái tre, chỗ này là đốt chưa đến đây nó chưa chết, vẫn đang lên. Còn ở bên này là một cây đu đủ. Ở vườn trong kia mình trồng hai cây đu đủ, tất cả là ba cây cơ. Còn là cây chám, đây là cây chám mình mới trồng. Trồng xong hôm nay là nó đều là đâm chồi lấy lọc. Còn ở bên này là cây gì nhỉ? Mình cũng quên tên mất rồi. Cây này cái này ra cho nó đỡ tiếng. Cái này không phải là móc mật đâu mọi người, cái này mình quên mất tên rồi. Cái cây khế này là ngày xưa là mình trồng là khế ngọt, nhưng mà cái cây của nó, cái nhành, cái cành của cái khế ngọt ấy là nó cũng đã bị chết, giờ nó trở thành khế chua, cái gốc nó lên rất là sai. Nhưng mà nó hay có cái con ruồi giấm. Ruồi giấm nó ăn lên nó hỏng. Mình sẽ hái thử một quả ăn xem có chua. Bây giờ nó thành cái khế chua. Cái nhánh của cái cây khế chua là nó lên. Còn những cái khế ngọt là nó bị chết, cành khế ngọt nó bị chết. Trước là mình mua cành ghép, mình thử ăn xem có chua không. Chua lắm mọi người, không ăn được. Không ăn được cái quả này. Mọi người cũng đã tham quan qua khu vườn của gia đình mình rồi. Còn thời lượng video của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.